Chiều ngày 7 tháng 10 tại huyện Phù Cử, khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ đầu năm đến nay, khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Trong những tháng cuối năm 2020 và thời gian tiếp theo, khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: kiện toàn, củng cố và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sau đại hội, đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả, tập trung rà soát, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, thường xuyên theo dõi, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các địa phương, đồng thời đồng chí yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả năm 2020 và phấn đấu được công nhận tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp cho giá trị kinh tế cao, có giải pháp quyết liệt để hoàn thành thu ngân sách trên địa bàn. Quan tâm thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng và các đại biểu đã đến tham quan mô hình sản xuất cá giống của Hợp tác xã Thủy sản Hưng Phát ở xã Quang Hưng, huyện Phù Cử.